Toyota Innova chuẩn bị có thêm biến thể hybrid, gây áp lực lên đối thủ Mitsubishi Sanzer. Nhiều khả năng Toyota Innova Hybrid sẽ chính thức có mặt tại thị trường Indonesia vào tháng 10 năm nay. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita đã xác nhận việc Toyota sẽ bổ sung thêm phiên bản hybrid cho dòng xe Innova. Nguyên văn lời ông Agus Gumiwang Kartasasmita phát biểu trong sự kiện kỷ niệm Toyota xuất khẩu chiếc ô tô thứ 2 triệu vào hôm 15 tháng 2 vừa qua. Toyota đã cam kết sản xuất một số mẫu xe được trang bị motor điện tại Indonesia, bắt đầu bằng Kijang Hybrid. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích việc đẩy mạnh các mẫu xe dùng motor điện hoặc ô tô điện. Toyota Innova còn có tên gọi khác tại thị trường Indonesia là Kijang Innova. Phiên bản Hybrid sắp tới sẽ được lắp ráp tại nhà máy Indonesia. Hiện vẫn chưa có thêm bất kỳ thông tin gì về động cơ của phiên bản Toyota Innova Hybrid. Tuy nhiên, phiên bản Innova hiện hành tại Indonesia đang cung cấp hai tùy chọn động cơ là xăng 2.0 lít và diesel 2.4 lít. Vừa xong, Toyota cũng đã âm thầm nâng cấp cho mẫu MPV cỡ trung Innova này tại thị trường Indonesia. Xe được bổ sung thêm hệ thống T-InTouch tương tự các mẫu xe phân khúc cao hơn như Camry, Avanza, Veloz hay Altis. Hệ thống T-InTouch sẽ được kết nối với ứng dụng Toyota trên điện thoại thông minh, mang đến cho người dùng nhiều tính năng tiện dụng như tìm chỗ đỗ xe, cung cấp thông tin về xe khi bị trộm, cập nhật tình trạng xe, tính năng nhắc nhở người lái bảo dưỡng định kỳ, lưu dữ liệu cho mọi chuyến đi, gọi cứu hộ. Dự kiến Toyota Innova Hybrid sẽ được ra mắt tại Indonesia vào tháng 10 năm 2022. Giá xe hiện cũng vẫn chưa được tiết lộ. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế giới xe 360.